Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin tội lớn của bà Tòng Thị Phóng. Những nhân vật như Lê Thanh Hải, Nguyễn Tân Dũng, Trần Đức Lương, Nguyễn Văn Chi thì đều có điểm chung, đó là tận dụng được ưu thế quyền lực để đẩy con cái vào con đường chính trị. Chính họ đã dẫn dắt con cái tiến thân một cách nhanh chóng và chính những hạt giống đỏ đó đã chiếm hết cơ hội của những người xứng đáng hơn. Lê Thanh Hải thì có Lê Trương Hải Yếu và Lê Trương Hiền Hòa. Nguyễn Tấn Dũng thì có Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Chiết. Trần Đức Lương thì có Trần Tuấn Anh và Nguyễn Văn Chi thì có Nguyễn Xuân Anh, vân vân. Tuy nhiên, việc tham nhũng quyền lực, bố trí con cái vào các chức vụ cao của Đảng và Nhà nước không phải là món quà đặc sản của quý ông, mà ngay cả quý bà cũng không chịu kém cạnh. Trong đó có thể kể đến bà Nguyễn Thị Thanh Trà và bà Tòng Thị Phóng. Đây là hình ảnh bà Tòng Thị Phóng. Ở đất nước này, Đảng Cộng sản Việt Nam họ luôn bảo rằng chính họ đã xóa bỏ cơ chế độ phong kiến, cha truyền con nối. Nhưng cuối cùng họ cũng xây dựng thế hệ quyền lực tiếp theo bằng phương pháp y như vậy. Chính vì vậy mà xã hội mới gọi chế độ này là chế độ phong kiến trá hình. Vào năm 2011, ông Trương Tấn Sang, khi đó còn là thường trực Ban Bí thư, đã có phát biểu như sau. Một con sâu đã nguy hiểm rồi, một bầy sâu là chết cái đất nước này. Câu nói này của ông Sang là rất chính xác. Từ bao nhiêu năm qua, thế hệ lãnh đạo nào cũng xuất hiện bầy sâu nhun nhút. Lớp tham ô, lớp sai phạm, lớp thì ban chức, ban tước, cho người nhà, vân vân. Tội phạm bị lộ quá nhiều, nhưng tội phạm chưa bị lộ còn nhiều hơn. Dù có thể đếm thế nào thì người dân cũng không thể liệt kê hết những tội phạm đã bị lộ, vốn là quan chức, cỡ bự, ở trung ương đến địa phương, nhỏ hơn là những tội phạm cấp tỉnh. Những Hồ Xuân Mãn, Đinh Gia Thăng, Hoàng Trung Hải, Triệu Tài Vinh, Vũ Văn Ninh, Vũ Huy Hoàng, Võ Kim Cự, Phương Minh Hòa, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Văn Tình, Trần Việt Bình, Bùi Văn Thành, Phan Văn Vĩnh, Trần Quốc Cường, Nguyễn Hồng Trường, Trịnh Xuân Thành, Nguyễn Xuân Anh, Trần Văn Minh, Nguyễn Bắc Sòn, Trương Minh Tuấn, Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân, vân vân. Tất Thành Cang nữa. Và còn rất nhiều người khác chưa kể hết. Đất nước nhìn đâu cũng thấy sâu. Đó mới chỉ là những gương mặt nhem nhúc đã phơi bày ra trước ánh sáng. Những quan tham còn giúp chúng đống rơm nhiều như kiến trong tổ. Phạm Lê Thanh Trà, một kiểu mẫu tham nhũng quyền lực. Mạng xã hội chỉ soi vào những nhân vật nổi trội như Nguyễn Tân Dũng, Lê Thanh Hải, Nguyễn Bá Thành, Nguyễn Văn Trì, vân vân. Chứ ít ai soi vào những hành động trục lợi của chính khách là nữ. Có lẽ từ trước đến giờ, nữ chính khách tai tiếng nhất về vấn đề đó, bố trí người nhà trong bộ máy chính quyền do mình quản lý, đó là bà Phạm Thị Thanh Trà, gốc Nghệ An, là cựu bí thư tỉnh Yên Bái, hiện nay là phó trưởng ban tổ chức trung ương, kiêm thứ trưởng Bộ Nội vụ. Bà đã dùng quyền lực của mình bố trí cho em ruột là ông Phạm Sĩ Quý làm giám đốc sở tài nguyên môi trường tỉnh Yên Bái. Đây là hình ảnh bà Phạm Thị Thanh Trà. Vào hồi năm 2017, tên tuổi ông Quý đã gắn liền với giai thoại như buôn chổi đót đến gãy móng tay khi ông này giải thích về việc mình sở hữu biệt phủ. Theo mô tả của báo Việt Nam Express là trị giá hàng chục tỷ đồng. Ông Quý đã từng gây xôn xao công luận khi bị phát hiện hai lần không kê khai đầy đủ việc sở hữu đến 1.200m2 đất để xây nhà và gần 60.000m2 đất nông nghiệp do vợ ông đứng tên vào hồi năm 2014. Tiếp đó là 13.111m2 đất ở và gần 42.000m2 đất nông nghiệp vào hồi năm 2015. Thời điểm đó, Thanh tra Chính phủ kết luận ông Quý vi phạm quy định trách nhiệm của người có nghĩa vụ phải kê khai, gây nghi ngờ về tài sản của gia đình. Vào hồi cuối năm 2017, sau nhiều tranh cãi và bàn tán, tỉnh Yên Bái đã xử phạt hành chính ông này 507 triệu đồng nhưng cho phép cái biệt phủ khổng lồ xây dựng trái phép của ông tiếp tục được tồn tại. Sau khi bị công luận đàm tiếu quanh vụ làm giàu không khó, ông Quý lại được bà chị đầy quyền lực điều chuyển làm phó chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đấy là người phụ nữ đã dùng quyền lực để ưu ái cho người nhà. Trong đảng, ai ai cũng tranh thủ cơ hội cho con cái hay cho anh em dòng họ của mình. Trước đây, thời phong kiến, nhà vua thường đưa ra luật hồi tị, quy định những người thân như anh em, cha con, thầy trò, bạn bè cùng học và những người cùng quê thì không được làm quan cùng một chỗ.
Nếu ai gặp những trường hợp nói trên thì phải tâu báo lên triều đình và các cơ quan chức năng để bố trí chuyển đi nơi khác. Luật hồi tị cũng được áp dụng nghiêm ngặt trong các kỳ thi hương, thi hội, thi đình. Nguyên tắc nói trên nhằm ngăn chặn người có quyền lợi, lợi dụng chức vụ để nâng đỡ, bao che hoặc cấu kết với người thân cùng mối quan hệ gia đình, dòng họ, thầy trò địa phương thực hiện các hành vi tiêu cực trong việc quản lý các cơ quan công quyền. Ngày nay với phong trào gia đình trị cát cứ, từng địa phương, từng ngành có thể nói chế độ cộng sản hiện nay còn tệ hơn cả thời phong kiến. Bà Tòng Thị Phóng thì không thua gì bà Phạm Thị Minh Trà Thanh Trà. Vào ngày 31 tháng 4 năm 2021, trên trang Facebook của luật sư Trần Đình Triển có một status nói về bà Tòng Thị Phóng, trong đó đáng chú ý nhất là vấn đề nâng đỡ con cái vào trung ương, tựa như ông Nguyễn Tân Dũng và hậu Nguyễn Văn Chi đã làm. Đây là hình ảnh status của luật sư Trần Đình Triển. Nội dung được ông viết như sau: mục nát quá rồi, Bác Hồ ơi, chủ nghĩa thái tử muôn năm. Bà là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam. Bà từng qua Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, Bí thư Trung ương Đảng và Ủy viên Bộ Chính trị 3 khóa, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Trong cộng đồng người Thái tại Việt Nam thì bà là trường hợp đạt đến đỉnh quyền lực và niềm tự hào chính đáng của bà con. Không biết tài năng của bà như thế nào, nhưng tài uống rượu của bà là nhất. Bà uống rượu bằng bát, ai đã từng lên công tác ở Sơn La được bà mời rượu thì đã biết. Hai đại tá bảo vệ bà cũng có tài uống rượu như bà. Bà đã từng tâm sự như sau: hai đồng chí đại tá của tôi từng chung thủy gắn bó 15 đến 16 năm nay. Hoàn cảnh tác nghiệp của anh em nhiều khi cũng rất gian khổ. Riêng khoản uống rượu cũng đủ chết. Tờ báo điện tử Dân Chí đã đăng ra vào ngày 15 tháng 8 như vậy. Quả là khoe khéo, bà có tài uống rượu, bảo vệ bà tác nghiệp uống rượu cũng siêu, bằng cớ là họ đến nay không chết mà cũng béo tốt như bà. Bà biết tài của bà nên khi bà Kim Ngân được vào tứ trụ làm chủ tịch quốc hội, bà từng tâm sự với một nữ cán bộ rất cấp cao là bà đã bị lãng quên nên không được vào tứ trụ. Dường như thấu hiểu được tâm tư của bà, tổ chức đã đưa bà vào làm phó chủ tịch thường trực của quốc hội, chỉ kém bà Kim Ngân một chút. Tại đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà phải nghỉ chứ không là trường hợp đặc biệt, dù bà rất khỏe, sung sức và đang ở đỉnh cao trí tuệ. Tuy nhiên, bà nghỉ nhưng bà đã kịp để lại hai tài năng lãnh đạo cho quốc hội. Đó là quý tử Lò Việt Phương, chồng bà là Lò Văn Long đã mất vào năm 2011, tang lễ được cho rằng làm to nhất Sơn La. Vào năm 21 tuổi, đã là viên chức nhà nước, thăng tiến như tên lửa, dăm tháng vài năm đã lên một cấp, đang là vụ trưởng vụ dân nguyện, đã được chọn vào danh sách bầu cử của đại biểu quốc hội khóa 15 để có thể dự kiến làm phó chủ nhiệm ủy ban dân nguyện của quốc hội. Ái nữ của bà là Lò Thị Việt Hà cũng thăng tiến như tên lửa, đã là chánh văn phòng của đảng đoàn thể, phó chủ tịch công đoàn văn phòng quốc hội, là lãnh đạo cấp phòng, cũng vào danh sách ứng cử đại biểu quốc hội khóa 15 để lên chức cao hơn. Nghe tin như vậy là mừng, nếu tin này là đúng sự thật. Bà tài thì hai người con bà càng tài hơn. Nhưng nếu không là con của bà thì chắc hai cô cậu này cũng đang làm lương phát dẫy như các bạn cùng trang lứa hoặc chưa thi được vào công chức nhà nước. Bà còn làm rạng rỡ phụ nữ Việt Nam trước thế giới là phụ nữ Việt Nam không hề nhỏ bé, nhẹ cân. Dường như ngưỡng mộ bà Tòng Thị Phóng và thảo nào bà Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã noi gương bà với phong trào học tập và làm theo, lo chiếc ghế cho con cháu rầm rộ từ trung ương xuống địa phương. Vâng, một đất nước mà ai cũng muốn xẻ thịt cho con cái của mình hưởng thì đất nước này còn gì nữa. Có thể nói dưới chế độ này đất nước ngày càng tàn nát. Ban phát quyền lực cho con cháu là một dạng tham nhũng quyền lực. Tham nhũng dù là quyền lực để dùng để nịnh và để trục lợi và mang những lợi ích về kinh tế cho mình. Tham nhũng quyền lực là dùng quyền lực của mình để chiếm đoạt quyền lực của người khác về tay của mình và trao cho người thân. Chính tham nhũng quyền lực mà sinh ra lợi ích nhóm khắp nơi, và trong đó lợi ích nhóm mà chỉ toàn người nhà thì nó lại càng nguy hiểm hơn. Những chiêu trò bòn rút trục lợi ngân sách nó thành một hệ thống khép kín, rất khó phát hiện. Đây là hình ảnh chưa bao giờ một tình trạng thái tử đảng nhiều như thời ông Nguyễn Phú Trọng. Dưới chế độ này, người dân làm quần quật,
đóng thuế thật nặng để quan chức hưởng và ban phát cho con cháu cùng hưởng. Một chế độ tồi tệ, trong đó có sự tiếp tay bởi những con người như bà Tổng Thị Phóng và hàng loạt quan chức khác trong đảng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021 với bản tin Tội lớn của bà Tổng Thị Phóng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.